Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phần trình diễn rất đặc biệt ngay chính sân khấu này, đến từ Vlog 1977. Tết nhất rồi, nhà nhiều việc quá. Ông giáo ơi, ông giáo đang chuẩn bị cho festival âm lịch đây à? Cụ Ạc phải không? Sao chồng cụ hôm nay lại giống đen vâu thế này? Đen vâu thì bán chất xám nhưng không bán mình. Tôi thì bán chó cầu vàng đi đời rồi ông giáo à, 5.000 đô. Thế nó đi thế nào? Cụ cầu khôn lắm, tôi phải lừa nó, rủ nó đi đu đưa. Cụ cầu đang phê thì có người vào trói cổ, lôi đi mất rồi. Tầm này mấy thằng trẻ trâu, tuổi gì mà cà khịa cụ nữa. Chúng nó gáy thế nào được với tôi? Ồ, cũng là hóa kiếp cho cậu vàng. Mong kiếp sau nó được làm kiếp con người. Mà cũng nhờ cu cậu, anh em mình mới có ngày hôm nay cụ ạ. Anh em nào? Tôi có họ hàng gì với ông giáo à? Thế là cụ lại chưa nghe bài 2 triệu năm của Đen Vâu rồi. 2 triệu năm trước, chúng ta đều là từ thể đơn bào rồi tiến hóa đấy. Tôi có xem rồi, mà cái anh Đen Vâu anh ấy giỏi thật. Vừa hát vừa tắm biển, không sợ bị cảm hả ông giáo? Đấy là một hành động hy sinh vì cộng đồng mạng. Anh ấy gieo mình xuống biển, làm mồi nhử cá mập để chúng không cắn cáp quang đấy. Quả là một điều nhỏ bé phi thường. Thì thế mới được nhận đề cử của WeChoice. Còn cái phận mình, tôi mới lên tỉnh dậy dăm bữa, thế mà bu cái Hường lại cứ bảo tôi đi chơi với Tuesday của... Thế là toang đấy ông giáo à. Tôi giận tím người, nhưng đấy là một sự nhầm lẫn siêu to khổng lồ. Tôi yêu bu nó như Big Daddy yêu Emily. Lúc nào tôi cũng say sưa trong men rượu mà chẳng thể thoát ra nổi. Phải thoát ra thôi. Cũng may cho cái nhà anh Big Daddy ấy, nếu bây giờ bài Mượn Rượu Tỏ Tình mà mới phát hành thì vợ chồng nhà đấy phải mang máy thổi nồng độ cồn đi biểu diễn đấy. Thì mình cũng phải nghĩ cho cánh văn công một tí chứ. Ông giáo quả là một người có trái tim nhân hậu với cánh nghệ sĩ. Tôi đã đọc rất nhiều bài luận của thầy về Sơn Tùng MTP thông qua những tờ giấy gói xôi. Thế cụ thấy nó thế nào? Xôi rất ngon. Thế là cụ mới chỉ đọc nó sương sương rồi. Tôi đã viết rất kỹ về mối quan hệ biện chứng giữa Sơn Tùng MTP và Snoop Dogg thông qua bản hit Hãy Trao Cho Anh. Thôi, ta phải xa nhau thôi cụ Hạc à. Tết đến nơi rồi, nhà bao việc. Ấy, thế ông giáo ở đây chào khán giả với tôi đã. Không là toang thật đấy ông giáo à. Lời đầu tiên thì em với cả bạn Trung Anh, em là Việt Anh. Bọn em là nhóm 1977 Vlog rất là... Lời đầu tiên thì bọn em có một cái lời chào xin gửi đến quý vị khán giả cùng với cả các anh chị nghệ sĩ cũng như là mọi người đang có mặt trong cái buổi lễ rất là trang trọng ngày hôm nay. Được ạ. Trước đó thì bọn em được anh Việt Tú hứa là sẽ cho bọn em 100 tỷ để lên đây trêu các anh chị nghệ sĩ. Thì bọn em đã làm rồi anh Việt Tú ạ. Mọi người làm chứng cho bọn em nhé. Thì bọn em cũng không có ý đồ gì đâu, chỉ là chơi vui thôi, bọn em hiền lắm.
Vâng, bọn em cũng rất là quý mến anh chị. Và thêm vào đó là bọn em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến chương trình We Choi năm 2019 đã tạo cho bọn em cơ hội mà từ những cái nhân vật chỉ đơn thuần chỉ là trên màn hình điện thoại mà các anh chị vẫn hay xem, thì lần đầu tiên bọn em được bước ra ngoài đời thật, bước ra ngoài ánh sáng và sân khấu nó lớn mà nó đẹp như thế này. Và thêm vào đó nữa là anh Việt Tú cũng hứa là cho bọn em thêm 100 tỷ nữa để thực hiện một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Đấy chính là công bố những cụm từ nóng của năm 2019. Và mà tiểu phẩm vừa rồi mà bọn em cũng đã sử dụng những cái từ nóng đó để cho quý vị khán giả được biết. Thì cụm từ nóng của năm 2019 là gì thì xin mời tất cả quý vị khán giả cùng hướng mắt lên màn hình. Các khi ạ. Vâng, với 2.272 lượt bình chọn đến từ cộng đồng mạng, xin chúc mừng từ Cà Khịa nói riêng và những anh em đam mê Cà Khịa nói chung. Nhưng kính mong quý bạn và các vị hãy nhớ, Cà Khịa một chút thì vui, Cà Khịa nhiều chút thì chơi một mình. Hãy Cà Khịa một cách văn minh lịch sự để mọi người cùng vui vẻ không quạo nha các ông giáo. Giọng của Việt Tú, giọng Việt Tú. Nói đi. Vâng, mà cụm từ của năm nay chính là Cà Khịa. Và em mong rằng là năm 2020 sắp tới thì quý vị khán giả sẽ không Cà Khịa nhau nữa để tôn trọng hàm răng của mình. Vâng, mong mọi người hãy sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky của em ạ. Vâng, em xin cảm ơn.